quá đẹp luôn. Này mình ngoài Bình Định vô anh. Dạ dạ, con ở Bình Định đó chú. Cây mai này giá bao nhiêu lần anh? Cây mai này giá 600 triệu anh. Ừ, cây mai này giá 600 triệu các bạn ơi. Quá trời. Ở đây có cái số điện thoại của nhà vườn các bạn. Quá trời, bên đây có một cây nữa các bạn ơi. Mai này cái gốc nó giống như mai xù đó. Mai xù á, mai xù mà để nó nở hết chứ. Ồ quá trời. Mai xù 5 cánh zin luôn các bạn. 5 cánh màu rất là đẹp luôn ha. Để nở sớm. Quá trời luôn. Gốc bự bự không? Mai đẹp mà người thì không có thấy gì hết trơn à. Nắng quá à. Người đẹp mà không thấy, thấy mai không à. Mai đẹp không? Cây mai đằng sau lưng của người đẹp là bao nhiêu? Cái này ha. À đúng rồi. 120 triệu. Ô mai này 120 triệu các bạn ơi. Cái cây này mua rất là lâu năm luôn. Gốc này nó muốn xù hả các bạn? Nó già, nó cỡi thì nó mới xù, nó mới đẹp. Xù quá ghê luôn.
Rồi vô trong quay cái mai đó nha. Ồ cái mai độc quá trời luôn. Ồ đây có một cái thân của nó nằm giống như cái con gì đó các bạn ơi. Để mình dâm lại bà coi ha. Ồ quá trời. Nằm như là cái con gì nằm đó các bạn. Cái cây đó là giá bao nhiêu? Ủa bên đó. À bên kia. À. Cái đó giá bao nhiêu anh? Cái này hả? Dạ. Giá bán hay giá thuê anh? Giá bán anh. Giá bán 100 triệu anh ơi. Ờ. Cây này có giá bán 100 triệu bạn ơi. Ồ quá trời. Anh ơi cái mai này giá nhiêu anh? 100 anh ơi. Nhiêu anh? 100. Ồ cái này giá 100 triệu các bạn. Cái mai hai thân các bạn ơi. Hai thân mà nhánh thì tứ diện các bạn. Nhánh rất là xum chơi ha. Cành nhánh đều hết trơn các bạn ơi. Giá 100 triệu. Mình thấy từ nãy giờ đó là có cái mai này mình thấy giá nó hợp lý các bạn. Cái cây kia thì giá nó hơi cao, cái này 100 triệu giá cũng được các bạn. Này giá bao nhiêu tiền con? Dạ, 350 triệu các bạn ơi. Wow. Cái này là cái hoành nó được nhiêu cưng? 70 hoành nha các bạn. Bộ đới quá trời luôn à. Khủng ha. Cây này là cây uống từ nhỏ nha các bạn. Uống từ cây con hả các bạn thấy không? Nhánh cong 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 cong. Wow. 350 triệu các bạn. Bên đây cây đó nè. Cây này thì nhiêu cân? 300. Cây này 300 các bạn ơi. Gốc nó nhỏ hơn nhưng mà cái bộ tán nó đẹp các bạn. Wow. Để mình quay cái cận cảnh cái tà cái bộ tán các bạn xem nè. Quá trời luôn rồi. Nhánh đều ở đâu ha. Ở cái mai chù này giá trên 700 nữa các bạn. Mà đây ta cho thuê các bạn ơi. Thôi mới cho thuê 80 rồi. Ồ. Giá trên 700. Mà cho thuê 700 không mới bán. À. Quá trời cái mai chù tự dưới lên trên luôn ha. À, thì video của mình đến đây kết thúc rồi. Mình nhân dịp năm mới mình cũng xin chân thành kính chúc tất cả các bạn gần xa một năm mới thật là an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. À, đặc biệt nhất là kính chúc các bạn thành công trong mọi công việc ha. Rồi mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. À, xin chào.